qua bao gian khó, vững bước trên đường đi, vượt gian nan thử thách, không ngại chi sương gió, rèn luyện thêm ý chí, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách, là vượt lên chính mình, lòng ta luôn khao khát, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách, là vượt lên chính mình. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình được phát sóng trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình Vượt Lên Chính Mình là một chương trình dành cho những hộ gia đình nghèo có vay vốn ngân hàng đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Đến với chương trình, gia đình đó sẽ được vượt qua hai vòng thi để đến với vòng cấp 4 và vòng rút thăm may mắn. Và ngày hôm nay chương trình đang có mặt tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề mưu sinh của thí sinh trong ngày hôm nay đó chính là bán hàng rong. Trước khi gặp gỡ thí sinh ngày hôm nay, Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phóng sự sau đây. Hành trình Vượt Lên Chính Mình tuần này quay về thành phố Hồ Chí Minh để đến với nhà chị Phương Thị Kim Thành, ngụ tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Là huyện vùng ven của thành phố, mật độ dân số ngày càng đông, đời sống của người dân nơi đây ngày một phát triển. Thế nhưng vẫn còn những hộ gia đình phải vật lộn với biết bao trăn trở đời thường, như gia đình chị Kim Thành đây. Cũng như bao ngày, từ sáng sớm chị đã phải rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ kỹ để bán từng món hàng nhỏ lẻ. Nhìn chiếc xe của chị, khó ai nghĩ là chị bán hơn chục món, từ các loại bánh ít, bánh tét đến chuối chiên, bánh mì. Vốn ít, niềm mơ ước có một nơi cố định để buôn bán có lẽ quá xa vời tầm tay chị. Chị đang vung vén chắc chiêu từng đồng để chăm lo cho người chồng mắc bệnh tâm thần và hai con ăn học. Anh Lê Quốc Cường, sau những năm tháng làm thuê nặng nhọc, anh bỗng phát bệnh tâm thần. Đi chữa chạy ở bệnh viện bao lần, những đồ có giá trị trong nhà lần lượt được đem bán. Nợ ngân hàng và nợ ngoài chồng chất, vậy mà bệnh tình của anh vẫn chưa hết hẳn. Những lúc tỉnh táo, anh thường đi xin làm phụ hộ để đỡ đần cho vợ. Hai người con Lê Minh Quốc và Lê Minh Quốc em thương mẹ gánh nặng mưu sinh, thương cha phải giày vò nỗi đau từng ngày, đã phải thay phiên nhau nghỉ học để ở nhà chăm sóc ba những lần ba phát bệnh nặng. Khi ba khỏe hơn, hai anh em lại tiếp tục quay lại trường học, san sẻ nhau từng cuốn sách cho đến bộ quần áo đi học. Hai anh em đang quyết tâm vượt qua những thiếu thốn để vững bước trên con đường học vấn. Dạ, nhà khó khăn thì cũng sẽ nhường cho anh hai đi học. Vì hiện nay cấp 3 rồi, chuẩn bị ra trường, chuẩn bị học xong rồi. Nên nhường cho anh hai có đi học, anh hai có tương lai hơn con. Con sẽ ở nhà để phụ mẹ làm, để cho anh hai đi học. Quê ở Nghệ An, xa xứ mười mấy năm, chưa có điều kiện quay trở về thăm quê hương. Chị Thành chỉ biết từng ngày lo cho miếng cơm cho chồng con với biết bao nỗi niềm ưu tư chất chứa trong lòng. Cái vốn buổi sáng tôi đi bán, nhiều bữa không thiếu không đủ, cái tôi thiếu trên chợ. Tôi thiếu đầu này, tôi thiếu đầu kia. Cái lúc nào mà con tôi bệnh hay là đóng tiền học hay là ổng bệnh là tôi lên chợ tôi thiếu. Thiếu thì người ta lấy, rồi cứ lấy bán thì miễn sao để bán đều đều thì bữa nào có hết trả. Bữa nào bán ế thì về buồn, bữa đó không có đồ ăn. Cái đó nói mẹ ơi, này mày bán ế quá, mày bán ế không, thôi ráng kiếm gì ăn đi. Còn
bữa nào bán được khi mua đồ ăn cho nó, cái nó về nó nói mẹ anh hai ơi, nay mẹ mua thịt. Và rồi khi chén cơm còn chưa đủ làm ấm dạ, chị lại rong ruổi trên các nẻo đường thành thị, mong bán được một vài món hàng để có tiền trang trải chi phí gia đình. Và cũng để chị tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng, đó là một ngày nào đó được nhìn thấy hai con khôn lớn thành tài. Quý vị vừa xem xong những hình ảnh về gia đình chị Vương Thị Kim Thành và anh Lê Quốc Cường. Hoàn cảnh rất là khó khăn, gia đình có hai người con, anh thì bị bệnh, mỗi lần anh lên cơn bệnh thì chị lại càng đau lòng hơn nữa. Vấn đề còn lại là chị phải vung vén làm sao đủ để có tiền mua gạo trong gia đình, đủ để có tiền đóng cho con học phí, và còn nữa số nợ ngân hàng làm sao phải trả lãi hàng tháng đây, đừng nói chi là trả nợ. Hàng ngày chị phải đạp hàng chục cây số, thậm chí 20 cây số để bán hàng rong, để kiếm từng miếng cơm manh áo cho gia đình. Và ngày hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình mong rằng sẽ đem đến những cái niềm yêu thương cũng như niềm động viên đến với chị để chị vượt qua những khó khăn trong lúc này. Chúng ta cho tràng pháo tay chào đón gia đình chị Vương Kim Thành và anh Lê Quốc Cường. Dạ, xin chào anh chị ạ. À, hiện nay thì mỗi ngày chị đi bán như vậy thu nhập khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Được có bữa nào đắt hay được 70-80, bữa nào ế thì 50-60. Với số tiền buôn bán được như vậy thì chị có thể nào mà trang trải được hết cho những thành viên gia đình hay không? Thì cũng phải ráng là chiều còn đi rửa chén phụ mấy cái quán nhậu á. Rửa chén thêm nữa, rồi còn làm nghề gì nữa không chị? Thì lúc nào mà trưa rảnh ai kêu gì đi làm đó. Mỗi tháng như vậy tiền thuốc để mua thuốc cho anh là khoảng bao nhiêu tiền? Có bảo hiểm rồi á thì từ 700-800 ngàn. Có khi nào hàng tháng, có tháng không đủ tiền để mua thuốc cho anh không chị? Có nhiều tháng bỏ luôn, không có tiền lấy. Nếu mà người ta không cho anh uống thuốc thì bệnh ảnh càng nặng thêm sao? Thì lúc đó cô bác chính quyền địa phương với chòm xóm thấy vậy cái góp lại cho tiền đưa anh đi bệnh viện. Rồi, chú Linh chào hai con trai. Con đang học lớp mấy? Dạ, con đang học lớp 10. Lớp 10 con trai? Dạ, con lớp 7. Lớp 7, con ước mơ gì dành cho gia đình của mình? Cầu cho ba mong hết bệnh, đừng để cho mẹ nhọc nhằn lo nữa. Kính thưa quý vị, đó là những cái chia sẻ của gia đình chị Thanh và anh Cương. Ngày hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình đến đây mong rằng sẽ chia sẻ bớt phần nào khó khăn với gia đình của chị Thanh và anh Cương. Chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với vòng thi của Vượt Lên Chính Mình. Đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình, thí sinh phải bắt buộc vượt qua một hoặc hai vòng thi. Nếu chiến thắng một hoặc hai vòng thi, thí sinh sẽ được bước vào vòng cấp 4. Còn trong điều kiện đặc biệt, thí sinh không vượt qua hai vòng thi thì sẽ có một quyền trợ giúp xuất hiện, đó là 3 giây, 5 giây và 7 giây. Hy vọng ngày hôm nay chị Thành sẽ không cần đến quyền trợ giúp. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ đón chào một vị khách rất quen thuộc của chúng ta để hỗ trợ tinh thần và công việc cho chị Thành trong lúc này. Đó chính là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Thưa quý vị, ca sĩ Nguyễn Hùng đã rất nhiều lần tham dự chương trình Vượt Lên Chính Mình, đã nhiều lần làm chiếc cầu nối giữa thí sinh cùng với chương trình. Ngày hôm nay anh cũng có mặt tại đây. Anh có thể cho biết cảm nghĩ trong giờ phút này? Tới với chương trình hôm nay thì được biết gia đình chị Kim Thành là một gia đình gặp rất nhiều những khó khăn. Và bản thân em cũng như là tất cả những khán giả ở đây cũng đều mong muốn là gia đình sẽ thoát khỏi khó khăn. Và trong phần thi này thì em sẽ nỗ lực hết sức mình. Và hy vọng là gia đình sẽ có một cái số tiền, một số vốn kha khá để chuẩn bị cũng như là bắt đầu những cái dự định mới, một cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Hùng và công việc của anh như sau. Ở vòng 1 này, chị Thành có nhiệm vụ là vò 30 viên nhân bánh tét. Xong phút 30 giây, chúng tôi muốn thấy có 30 viên nhân, có 30 cái miếng mỡ để sẵn kia. Nguyễn Hùng sẽ đem qua, sau đó chị sẽ bỏ mỡ vào và vo cái biên đậu xanh lại. Mời ca sĩ Nguyễn Vũ Hùng đọc đồng hồ. Bây giờ thì xuất phát điểm là số nào cũng là số 0 hết. Số 0, và hy vọng rằng nó sẽ không vượt qua 1 phút 30 giây. Hàng ngày chị vẫn gói bánh tét đi bán, thì hôm nay chị vẫn làm như vậy. Không có gì hết, nhưng vấn đề ta làm nhanh hơn chút xíu nữa nha. Và chuẩn bị 1 phút 30 giây để chị Thành xóa đi số nợ 3 triệu đồng. 1,
2, 3, bắt đầu. Chúng ta vỗ tay thật lớn đồng ý lời cho chị Thanh và Nguyễn Tiêu. 1, 2, 3, cố lên. Nhanh lên nữa chị Thanh ơi, nhanh lên nữa đi. Nhanh lên nữa, chúng ta còn 15 giây rồi. Chỉ có 15 giây, còn thời gian rất là nhiều. Chúng ta còn tới 20 giây. Chúng ta còn 70 giây nữa. Rồi, cố gắng lên. Vò càng nhanh càng tốt. Nhanh lên. 1 phút 30 giây, chị Thành sẽ làm 30 viên nhân đậu xanh. À, nhưng thật mở để khỏi lên tét. Không biết là chị có hoàn thành được hay không. Tôi thấy rằng 10 viên đầu tiên đã xuất hiện. Và nhanh lên nữa đi, không kịp rồi. 45 giây rồi, 50 giây. Rất là hồi hộp. 1, 2, 3, 4, 5. Đồng hồ vẫn đang chạy và công việc vẫn tiếp tục. Không biết rằng chị có chiến thắng được không? Chúng ta còn 25 giây nữa. Nhanh lên. Cố gắng lên, mạnh mẽ lên nữa. 3 triệu đồng đang chờ chị. Anh Cường đang chờ chị ở ngoài kia. Anh Cường đang vỗ tay cũng quyết liệt. Con của chị vẫn đang chờ chị. Còn 10 giây nữa. Nhanh lên. Rồi. Quý vị thấy nhân bánh tét gì rồi, đẹp không? Tròn không? Tròn. Ừ ha, nó cũng mém mém tròn ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc đồng hồ xem. Đồng hồ đã dừng lại bao nhiêu đây? Bây giờ anh Nguyễn Phi Hùng là người đọc nè. Rồi, xin mời. Chính xác 1 phút 30 giây. Chúc mừng. Kính thưa quý vị, như vậy là cuối cùng thi. Đồng hồ đã dừng lại 1 phút 30 giây. Xin chúc mừng chị. Có thể nói là phút 30 giây này chính là cứu cánh để giúp cho chị vượt qua vòng 1 này. Và phút 30 giây có thể nói là xóa đi 3 triệu đồng. Nhưng cái niềm vui phải nói là không tưởng được. Một lần nữa chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng gia đình chị Thanh. Xin mời bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã sẽ trao số tiền ở vòng phá nợ 1, 3 triệu đồng cho chị Thanh. Xin chúc mừng chị. Chúng ta đang đến với trò chơi dành cho khán giả. Tham dự trò chơi ngày hôm nay sẽ là các học sinh của trường Trung học cơ sở Tam Đông 1, nơi mà con của chị Thành đang học. Và hai đội hôm nay là của hai lớp. Xin giới thiệu lớp 8A1 và lớp 9A1. Chúng ta sẽ tham gia trò chơi là chuyển mì Milliket vào thùng và đóng lại. Trong vòng phút 30 giây, đội nào đóng thùng trước, đội đó chiến thắng. Chúng ta mỗi lần đem 5 gói mì vượt qua chướng ngại vật đó và đưa cho bạn bỏ vào thùng ha. Chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Thế là các bạn, đội nào chiến thắng trong trò chơi này, đội đó sẽ nhận được 2,5 triệu. Đội nào không chiến thắng nhận được 1,5 triệu. Nhanh lên, cố lên. Cố gắng lên Tám Bầu ơi, cố lên. Rất là căng thẳng, đang giờ phút cuối cùng. Rồi, cuối cùng thì lớp 8A1 đã đóng thùng mì Milliket trước và 2,5 triệu thuộc về đội lớp 8A1. Chúc mừng! Xin mời đại diện địa phương sẽ trao 1,500,000 đồng cho đội 9A1 và 2,500,000 đồng thuộc về đội 8A1. Bây giờ thì gia đình chị vẫn còn nợ ngân hàng 3 triệu đồng với công việc ở vòng 2. Nếu như làm xong, chiến thắng được thì gia đình chị tiếp tục xóa đi số nợ 3 triệu đồng đó. Quý vị thấy rằng ở trước mặt của Linh là một cái nồi bánh tét. Ở vòng 2 này thì có sự xuất hiện của mẹ anh Cường, tức là bà nội của hai đứa nhỏ. Bà nội sẽ có nhiệm vụ là gói 7 cái bánh tét. Nguyễn Phi Hùng sẽ đem qua cho chị Thành sẽ buộc lại.
Cuối cùng ta mới thấy được 7 cái bánh tét nằm ở trên vị trí này. Xin mời Nguyễn Phong kiểm tra đồng hồ. Và tất cả các con số đều là 0. Hy vọng rằng nó sẽ dừng lại 1 phút 30 giây giống vòng 1. Chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng quý vị phải vỗ tay thật lớn hơn nữa để động viên tinh thần ở vòng 2 này. 1 phút 30 giây bắt đầu. Mọi người cố lên. 1, 2, 3, cố lên. Bây giờ mới có một cái rồi, còn nhiều nữa. Quý vị đẩy bánh riêng ra nha, đẩy bánh riêng ra. Nhanh lên, chị Thành cố gắng nhanh hơn nữa đi. 25 giây rồi, chúng ta còn rất nhiều. Rồi được rồi nội, được rồi nội, nội cuốn lại thôi, được rồi. Được rồi, vậy thôi, đơn giản thôi nội. Cuốn lại thôi rồi đưa cho Nguyễn Hùng coi luôn. Rồi, nhanh lên nội, nhanh lên. Anh phải buộc nhanh lên thành thành, buộc nhanh lên nữa. Nhanh hơn ngày thường nha. Bây giờ là 50 giây rồi, còn 40 giây nữa. Mới có 3 cái thôi, mới có 3 cái thôi, còn 40 nữa. Nhanh lên rồi, nhanh lên. Lát hả? Rồi gói đi, nhanh lên. Rồi, thấy chậm hơn mà nội gói luôn. Nhanh lên mọi ơi. Còn 20 giây nữa. Tốt nội, còn một cái nữa lên nội. Rồi quan trọng rồi, còn ba cái lên đi, nhanh lên. Một cái cuối cùng, cố lên. Rồi một cái cuối cùng, nhanh lên. Nhanh 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 nhanh. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra sản phẩm và đồng hồ. 7 cái bánh tét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái đầu cũng đẹp, cái sau cũng đẹp. Càng ngày nó bớt đẹp chút xíu, nhưng mà không sao, nó không đẹp nhưng nó chặt. Bây giờ mình bỏ 7 cái... Ôi trời ơi. 7 cái bánh tét vô, nấu bánh tét. Hàng ngày công việc của chị Thành cứ như thế, bà nội thì gói, chị Thành thì nấu và đem đi bán. Chiều về bán được bao nhiêu, trang trải gia đình hết bấy nhiêu. Và đôi khi bán ế thì nhiều lúc ăn bánh tét. Tôi xin mời khán giả sẽ đọc đồng hồ, xem gia đình của chị Thắng hay không. Rồi, xin mời con trai. Và bây giờ cơ hội ở vòng 2 sẽ được bật mí, mời. 1 phút 56 giây. Chính xác là như vậy, thưa quý vị. 1 phút 56 giây. Có lẽ hôm nay do áp lực nên chị đã không vượt qua vòng 2. Nhưng một cái điều động viên rất lớn, an ủi rất lớn là chị vẫn được tiếp tục với vòng cấp 4 của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Ở vòng cấp 4 này thì sẽ có 2 logo được rút ra. Không biết số tiền là bao nhiêu tùy thuộc vào sự may mắn của chị Thành và con. Bên tay phải Quyền Linh với các logo: mỹ phẩm sen hồng đẹp mãi với thời gian, siro ngon hoa thiên, giải pháp hiệu quả cho trẻ biến ăn. Miliket, nói đến mì tôm nhớ đến Colusa Miliket. Tôn hoa sen, mái ấm gia đình Việt. Ống kẽm hoa sen, bền vững đến tương lai. Sữa đậu nành pha mi nguyên chất, ngon sẵn mịn. Bên tay trái Quyền Linh: thuốc nuôi Bio, niềm tin trọn vẹn cho nhà chăn nuôi do công ty Bio Phạc Ma Kemi sản xuất. Bột giặt và nước rửa chén nếp, sản phẩm giặt rửa chất lượng cao. Siro ngon hoa thiên, giải pháp hiệu quả cho trẻ biến ăn. Kem đánh răng Doren, miệng môi tuyệt vời. Ống nhựa hoa sen, dẫn nguồn hạnh phúc. Nhãn hiệu giày dép Bioren Kata, sản phẩm của công ty Hù Kiệt. Xin mời chị Thành và con. Chúng ta nhìn lại một lần nữa những logo của Vượt Lên Chính Mình. Chọn bất kỳ logo nào. Xin mời chị. Chọn sen hồng. Sen hồng. Chị Thành đã chọn sen hồng đẹp mãi với thời gian. Chúng ta rút xem số tiền đầu tiên là bao nhiêu. 7 triệu đồng. Chúc mừng chị. Mình có 7 triệu đồng mình trả nợ rồi.
mình trả 3 triệu, mình vẫn còn dư 4 triệu. Rồi, chúng ta sẽ chọn logo thứ hai. Mời chị. Net. Net để làm gì? Giặt quần áo. Giặt quần áo, chúng ta sẽ rút sản phẩm giặt rửa chất lượng cao Net. Chúng ta sẽ rút xem số tiền là 11 triệu đồng. Xin chúc mừng chị. Xin gửi tặng gia đình 11 triệu đồng. Như vậy là vòng cấp 4, gia đình chị Thành đã nhận được số tiền là 18 triệu đồng. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn nữa nào. Chúng tôi cảm ơn vị khách mời ngày hôm nay đã cố gắng hết sức mình để hỗ trợ giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như công việc cho thí sinh của chúng tôi. Đó là ca sĩ Nguyễn Vy Hùng. Xin gửi tặng anh một kỷ niệm chương của Vượt Lên Chính Mình. Cảm ơn anh rất nhiều. Và Vy Hùng hy vọng là sẽ còn được đồng hành với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Hỷ, Bí thư Đảng ủy xã, sẽ trao số tiền ở vòng cấp 4 18 triệu đồng cho gia đình chị Thành. Xin mời ông. Chúc mừng gia đình chị. Kính thưa quý vị, có lẽ ngày hôm nay do áp lực công việc, chị Thành đã không chiến thắng được vòng 2. Chính vì thế mà tôi thấy rằng có nhiều quý vị khán giả muốn ủng hộ cho gia đình của chị Thành. Tôi và Nguyễn Vy Hùng cũng bàn rồi. Đúng ra những cái bánh tét này làm xong là mọi người cũng chia nhau, chia sẻ để ăn. Nhưng mà thôi, bánh tét này tôi nghĩ rằng nó sẽ dùng đúng mục đích hơn. Nếu như quý vị mua ủng hộ, chỉ có mấy cái thôi, thành ra giá nó cũng hơi mắc. Dạ, 50.000 cái, 100.000 luôn, đúng rồi. Bánh tét này ăn có tình có nghĩa lắm. Cảm ơn anh trai. Kính thưa quý vị, rất nhiều quý vị nữa đang muốn ủng hộ dành cho chị Thành. Tôi và Nguyễn Phi Hùng sẽ tiếp tục cầm cái thùng đi vận động. Ai ủng hộ được nhiều bỏ vào thùng bấy nhiêu. Chúng ta làm từ thiện ở đâu cũng được. Hôm nay chúng ta làm từ thiện ở chính quê hương của mình ha. Hồi nãy ngoài đã tặng thêm 50.000, bây giờ còn tặng thêm nữa hả? Tôi là Nguyễn Thị Cụ, năm nay 81 tuổi. Dạ, trời ơi, 81 tuổi mà tấm lòng nhân ái quá trời luôn, con cảm ơn. Với một ít bánh tét thôi mà chúng tôi đã bán được mấy triệu quý vị. Cùng với sự ủng hộ của bà con, tổng cộng Quỳ Linh đang cầm trên tay những tình cảm của tất cả bà con đã có mặt trong ngày hôm nay. Những tình cảm đó rất là thiêng liêng và rất là quý giá đối với gia đình chị Thành trong lúc này. Số tiền bà con ủng hộ và mua bánh tét tổng cộng là 10 triệu đồng. Xin gửi tặng cho chị Thành. Và tôi nghĩ rằng không lúc nào hạnh phúc bằng lúc này. Chúng ta mới thấy được rằng tình làng nghĩa xóm, lá lành đùm lá rách. Chị có thể nói một vài câu để cảm ơn những tình cảm của bà con. Cảm ơn mấy cô, mấy chú, mấy anh chị giúp đỡ cho tôi lúc hoạn nạn này, tôi xin cảm ơn. Và bây giờ, chị tiếp tục nhận niềm vui từ nhà tài trợ, nhận được một năm uống sữa miễn phí, sữa đậu nành Farmy. Farmy nguyên chất ngon sánh mịn. Một năm uống sữa. Bây giờ, tôi nghĩ rằng gia đình đang chờ đợi một cái niềm vui rất lớn, đó là rút thăm. Siro ngon hoa thiên, 9 phiếu 3 triệu và 1 phiếu 30 triệu. Tôn hoa sen mái ấm gia đình Việt, 1 phiếu 30 triệu và 9 phiếu 3 triệu. Sữa đậu nành Farmy vẫn thế, 1 phiếu 30 triệu và 9 phiếu 3 triệu. Chúng ta bắt đầu rút thăm may mắn. Xin mời. Mời con. Mời chị. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm phiếu quý vị nha. Đầu tiên là Siro Ngon Hoa Thiên. Số tiền của Siro Ngon Hoa Thiên là 30 triệu đồng. Xin chúc mừng. Hay quá. Chúng ta sẽ bắt đầu lá thăm thứ hai. Tôn Hoa Sen, máy ấm gia đình Việt. Số tiền là ống nhựa hoa sen 3 triệu đồng. Cũng vui con, vui, cũng rất vui, có 3 triệu đồng rồi.
Số tiền của Sở Đồng Anh Phạm Y, số tiền là 3 triệu đồng. Tôi xin đại diện cho nhà tài trợ xin gửi tặng gia đình chị Sở Đồng Anh Phạm Y nguyên chất 3 triệu đồng. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc 3 triệu đồng. Và si rô ngon hoa thiên 30 triệu đồng. Thưa quý vị, một ngày thật là đẹp và một ngày thật nhiều niềm vui. Những tình cảm của quý vị dành cho chị Thành cũng rất là nhiều. Thật cảm động làm sao tình làng nghĩa xóm. Với chương trình Vượt Chứng Minh và vòng cấp vốn, chị Thành đã nhận được 21 triệu đồng. Vòng đúc thăm may mắn được 36 triệu đồng. Khán giả tại trường quay gửi tặng 10 triệu đồng. Tổng cộng hôm nay chị có 67 triệu đồng. Xin chúc mừng chị Thành. Hy vọng rằng với số tiền này chị sẽ vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. 67 triệu đồng xin trao lại cho chị. Chị sẽ dùng số tiền này làm gì? Trả nợ ngân hàng. Còn nhiều nữa để dành chữa bệnh cho chồng và cho hai đứa đi học. Đó là những cái điều mà tất cả quý vị đang mong muốn. Chữa bệnh cho và ông xã của chị Thanh. Và có tiền đóng học phí cho con. Và dưới một số tiền nữa có thể phát triển kinh tế gia đình. Một lần nữa chúc mừng gia đình chị. Cảm ơn tất cả tình cảm quý vị. Và đặc biệt cảm ơn nhãn hàng Siro Ngon Hoa Thiên, Tôn Hoa Sen Mái Ấm Gia Đình Việt và nhãn hàng Sữa Đoàn Family đã tài trợ thực hiện chương trình. Và bây giờ Quý Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với chị Thành đến ngân hàng để xóa nợ. Chính mình hãy vững tin bạn hỡi bằng bao nỗ lực.